Thưa quý vị, sau hơn một tuần cho con nghỉ học vì không đồng ý dồn ghép điểm trường ở thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, thành phố Đà Nẵng, đến nay nhiều học sinh được phụ huynh đưa đến trường học sau nhiều lần đối thoại với chính quyền. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Thưa quý vị và các bạn, từ năm học 2023-2024 thì hơn 100 học sinh của trường tiểu học Hòa Bắc tại cơ sở của thôn Nam Yên thì sẽ chuyển về đây, cơ sở chính của nhà trường tại thôn Phò Nam. Và như các bạn đã thấy, cơ sở tại thôn Phò Nam đã được đầu tư xây dựng khang trang với những cái khối phòng học 3 tầng cùng với hệ thống phòng học, phòng bộ môn rất là hiện đại. Tuy nhiên, năm học mới đã bắt đầu được gần 2 tuần nhưng vẫn còn hàng chục học sinh của thôn Nam Yên chưa đến trường do chưa có sự đồng thuận từ phía phụ huynh học sinh đối với chủ trương dồn ghép các điểm trường. Và chính quyền huyện Hòa Vang cũng như là nhà trường đang tiếp tục có những giải pháp để nhanh chóng đưa các em học sinh trở lại trường học, đảm bảo các cái quyền lợi học tập cho tất cả các học sinh. Việc các em học sinh thôn Nam Yên bắt đầu trở lại trường học đã mang lại sinh khí mới cho ngôi trường tiểu học Hòa Bắc và các thầy cô giáo nơi đây. Đến sáng nay ngày 14 tháng 9, đã có 37 học sinh trên tổng số 55 học sinh chưa đến trường từ ngày khai giảng đã trở lại trường học. Học sinh hào hứng, vui vẻ khi được học tại ngôi trường mới khang trang hiện đại. Để nhanh chóng giúp cho những học sinh vừa đi học trở lại nắm được các kiến thức, giáo viên nhà trường đã có kế hoạch cụ thể để phụ đạo học sinh, đồng thời vẫn tiếp tục quan tâm đến những học sinh chưa đến trường. Các thầy cô giáo chủ nhiệm là tạo một cái không khí, đầu tiên là mình phải tạo một cái không khí cho các em thấy được cái sự ân cần cũng như là thân thiện với các bạn trong lớp, để các em không có phải mặc cảm là mình đến sau sợ các bạn kỳ thị như thế nào. Các cô cũng chủ động xây dựng cái kế hoạch để mà phụ đạo các em, và mong muốn của nhà trường là sẽ những cái phụ huynh, những các em còn lại là càng sớm càng tốt, các em được đến trường, thầy cô lúc nào cũng luôn luôn chào đón các em. Điểm trường lẻ tại thôn Nam Yên đã xuống cấp nhiều năm nay, điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo. Để triển khai các hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ thôn Nam Yên chỉ qua một cây cầu là đến trung tâm xã Hòa Bắc ở thôn Phò Nam. Lý do không đồng ý dồn ghép điểm trường được nhiều phụ huynh đưa ra là đi học xa hơn, gia đình không có người đưa đón, đi lại không an toàn. Khẳng định chủ trương dồn ghép điểm trường là đúng đắn, cũng như chính quyền đã đưa ra nhiều phương án giải quyết các khó khăn được người dân đặt ra là quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo huyện. Tất cả những cái lý do mà người dân đưa ra cho rằng là cái khó khăn, mà nếu xem xét mà thấy chính đáng thì chúng tôi đều có cái hướng để giải quyết. Kể cả một số cái hộ dân mà khi chúng tôi không sử dụng cái điểm trường ở Nam Yên thì họ ảnh hưởng đến cái hoạt động kinh doanh buôn bán xung quanh điểm trường đó, thì chúng tôi sẵn sàng sẽ có những chính sách tạo sinh kế cho người dân. Thì tôi cho rằng là tất cả những cái việc mà chúng tôi đang làm thì người dân đến lúc người ta sẽ nhận thức được cái việc này. Và quan trọng hơn ấy, thì họ sẽ thấy được cái việc là đưa con em đến một cái trường tiểu học mà được đầu tư với một cái hệ thống cơ sở vật chất rất đầy đủ, đảm bảo cho con em có một cái điều kiện học tốt nhất theo đúng cái chương trình giáo dục 2018, giáo dục toàn diện, thì người dân người ta sẽ thấy được cái việc là đưa con em đi học là cần thiết. Để sớm đưa các em đến trường học tập, hiện chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã Hòa Bắc đã tập trung cả hệ thống chính trị đến từng nhà người dân vận động, lắng nghe tâm tư, giải bày và có mặt tại điểm trường để đón các em trở lại trường. Đối với điểm trường Nam Yên, lãnh đạo huyện cho biết sau khi dồn ghép sẽ lên phương án để mở rộng trường mầm non Hòa Bắc phục vụ cho con em người dân nơi đây.